Đây là giới thiệu mọi người, đây là bến cá của Vũng Rô, Bãi Ngàn. Đây là mọi người đi câu cá, và những cái bè đây là của ngư dân ở địa phương di chuyển thức ăn tôm cá này đưa ra cho tôm ăn, đi bằng những cái phà. Còn những cái thúng này là những người anh ở xe họ khai thác những con tôm cá đem tới bán cho người dân và cung cấp đi cho các vùng chỗ và các hải sản. Giờ người ta còn đang ném nhé, đang đây. Đây là người ta gọi là cá rác. Vì sao kêu cá rác? Nó bao gồm nhiều loại cá. Đó, người ta gọi là cá rác. Đây này là đã chuyển sản cá đi cùng đặt sang chỗ. Cá này là khoảng 15.000 một ký. Giờ ta sẽ bỏ đá chuyển đi. Tổng thể hết phong cảnh rất là đẹp. Tàu thuyền cái ghe bè. Chào cái bệnh Vũng Rô này. Rồi, chào học, xin chào.